Rồi, xin chào bạn. Trưa hôm nay mình tiếp tục giao lưu những cái cây cúc ở vườn nhà không? Và đây là cây số 1. Hiện tại cây này là nó có nở bông rài các bạn. Đó, bây giờ mình cây này hiện tại là mình chưa đi ghim nọc. Trưa hôm nay mình sẽ giao lưu hai cây nha. Cây kia mình đi ghim nọc rồi. Cây số 1 này hiện tại mình mới dựng ngọn là có 60 thôi. Phun lùng lực thôi, uống cốt dân long rất là nhạt chi nha. Cái cúc mình đỡ cốt đỡ lùm xùm, còn mình chưa uống đi nọc gì hết á. Hiện tại nó cao là 60, tán rộng của nó là 70. Cốt cái cây này là rơi vào 14, 15 nha. Rồi, mình sẽ quay cận cảnh cái gốc đớn nó. Rồi mình quay cái hoa nó luôn. Còn mấy cây mà mình đi ghim nọc mình khó đưa camera vô gần lắm các bạn. Còn những cây mình để đi, mình chưa đi ghim nọc này, mình có thể đúc cái camera vô này. Ở đây bữa mình có quay rồi. Mình có quay mình đăng video rồi. Mà anh khách đó anh bận, anh không lấy, bận việc nhà không lấy, thì bây giờ mình quay ra lại, mình giao lưu lại ha, cho những ai cần này. Đó, nó xù da mê nha các bạn. Cúc này cúc lâu năm này, cúc nó đi lên này không, nó nằm nó rất là hay nè. Cúc đi lên này. Đây, mình dựng ngọn ở trên này nha các bạn. Đây là cái hoa của nó. Giờ hiện tại là rất ít hoa rài nha. Hoa nó này, hoa cúc này nó hai mấy 30 cánh lận. Đơm từ 4 lớp à. Lớp nó còn 7-8 cánh rồi. Mấy lớp trong cùng thì cánh ít hơn chút. Cúc hoa rài nở bông à. Cái này nở rất là to nha, bông này to đấy. Buổi trưa rồi mà bây giờ cánh nó vẫn còn như thế này này, cái hoa này cái cánh này nó bung hết bông rồi nha các bạn, chứ không phải nó mới nở đâu, nó gần tàn rồi. Có những cái hoa nó đã tàn rồi này. Đây là cái cánh hoa nó hiện tại đang buổi trưa. Rồi, cây số 1 đây mình báo giá là 2 triệu nha các bạn. Nếu đi ghim nọc phải bấm những cái chỗ mầm mà tược như thế này này, nuôi dưỡng lại tiếp. Còn đây là cây số 2. Cây số 2 này hiện tại nó mình đi ghim nọc rồi. Nó cao 70. Tán rộng mình cũng đỡ 70. Mình tia tót phom dáng nó lùng lực mà nó lùm cây nha. Bé quay một chút đi. Mình sẽ quay cho các bạn xem phom dáng tổng thể của nó này. Mình tia mình đi ghim đi nẹp nó đều cây rồi. Cái này nó chưa nở hoa rài, mình cũng chưa biết nó là giống gì nha. Chưa nở hoa thì mình không có định giá nó bằng kia, nó đã nở hoa rồi. Rồi cái này mình chỉ quay phần gốc đế cho các bạn ha. Phom dáng tổng thể nó là quá đẹp rồi. Nhân lông dốt nhọn lên trên nha. Còn đây là phần gốc đế nó nè các bạn. Đó, mình sẽ luồn camera vào cho các bạn xem ha. Cái này phom dáng này nó chân rồi, mình cũng đi ghim nọc ít thôi, chỉ khái quát mấy cái đường ghim cơ bản. Không, gốc đớ nó là gốc đớ rất là đẹp mà nó già coi nữa nha các bạn. Hai cái này mình thấy nó lé, nó cũng giống giống tương tương đối là giống nhau, nhưng mà cũng không biết là nó phải cúc hay không.
mình không có để ý cái mạch hoa nó, bây giờ chưa nó ra mà gốc đớ nó rất là đẹp nè. Đớ này đớ sáng tự nhiên nha, chứ không có xếp gì hết á, trồng mai theo lít nó thôi chứ không có xếp, không có xưa như những cái dòng bonsai ha. Đớ rỡ quá tuyệt vời luôn, có lép đi lên rồi nè, chuẩn form dáng rồi. Mình tía nó thừa thừa như thế đỡ mà nó nuôi cây nha các bạn, chứ không phải mình đỡ rậm ri rậm rít đâu. Nhìn nó rang cây, nhìn nó thanh thoát, nó ra mầm ra tược nó là vừa. Dòng này dòng lá gai mà không biết cúc hay dao nha các bạn, mà gốc đớ nó rất là đẹp, cây già lâu năm nữa, form dáng thì nó chuẩn đều rồi. Rồi mình báo giá cây này tại chỗ luôn là 1.200.000 nha, giá cũng tương đối ok. Nhưng nếu mà cúc thì nó giá nó chắc chắn thì nó sẽ từ 2 triệu đó lên, giá gấp đôi gấp rưỡi vậy. Còn bây giờ mình không biết cái mạch hoa nó là như thế nào cho nên là mình bán giá theo cây chung chung ngang giá dạo luôn ha. Rồi các bạn nào có nhu cầu mua cây nào alo mình nha, 1.200.000 cây số 2, mình không có bao ship đâu, bao ship mà các bạn xe gần gì đó nó khác nhau cho nên các bạn tự ra nha. Còn cây này là cây cúc rinh của nó này, nó có mạch hoa rõ ràng rồi, mình giao lưu là 2 triệu nha. Gốc đỡ nó này nó già nua rồi, có mạch hoa rõ ràng thì giá nó khác, còn không có mạch hoa thì giá nó rẻ hơn, mình cảm thấy nó phù hợp thì mình giao lưu ha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình.